xin chào các bác. Các bác vừa mới được nghe một đoạn chất âm của cái âm đi i5 kết hợp với cả một cặp nói búc sau cổ của Yamaha là cặp Yamaha NS630 các bác nhé. Đấy. Đấy, cặp này thì hôm trước em có quay nô thì là đang bán với giá là đi 3.700.000. Đấy. Và con Pioneer này thì sáng nay em vừa quay nô, nó đang được bán với giá là 2.000.000. Đấy. Thì có khách đang hỏi con loa này và có khách cũng đang hỏi con âm đi này, nên ở đây trong cái clip này thì em xin phép em kết hợp luôn cái loa này với cả cái âm đi này để quay lên đồng thời cho hai bác luôn nhá. Đấy. Thì con i5 đây như các bác thấy ở đây là em đã mở là tiếng vẫn lên bình thường này. Đấy, hai bên đều có tiếng này, được không ạ? Chỉnh chép được bình thường này. Bát bình thường này. Các đường vào gồm có tape, CD aux, phono nhé. Đều đang có đèn bình thường nhé. Đó. Được chưa? Tất cả các cường vào đều có đèn nhé. Speaker AB bật tắt ngắt bình thường. Âm đi chạy bình thường. Đó. Con này công suất của nó có 90W thôi, nhưng mà nó lại đánh ghép rất hợp mà các cái dòng loa cổ như thế này. Đấy, dòng loa cổ như này. Đấy, tiếng cực kỳ phê luôn. Đấy. Các bác nhìn này. Chỉ cần mở nhích một tí thôi, chưa cần đến số 5 nhá. Với số 3, số 4 đây mà nó đánh tung cả loa luôn, các bác thấy không ạ? Riêng cái dòng này nó đánh cái dòng loa này rất hợp. Đấy. Đấy. Bé thế này nhưng mà rất là khỏe. Đấy. Đây loa đây. Loa này 630 đây nhá. Đây căng nó đầy đủ. Loa màu gỗ nhá. Chung chép là có bình thường các bác nhé.
vậy là bộ loa này nhá, cả loa của âm ly có 5,7 triệu thôi nhưng mà nghe rất là hay luôn. Ngon bổ rẻ luôn các bác ạ. Em thấy bộ này nếu như bác nào mà lấy cả bộ thì tuyệt vời luôn đấy nhá. 5,7 triệu cả bộ là quá tuyệt vời luôn đấy. Thì bộ i5 loa Yamaha RS630 này thì đã cả bộ của nó đấy. Ngon bổ rẻ luôn, có 5,7 triệu thôi nhá. Bác nào mua thì điện cho bên em đấy. Còn loa là 3,7 triệu và âm ly là 2 triệu nha. Đấy, các bác cứ thế mà tính toán thôi. Bác nào lấy âm ly thì lấy, mà lấy loa thì lấy, mà lấy cả bộ thì lấy nhá. Đấy, ok, em xin chào các bác. Và thông tin chi tiết hãy liên hệ số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em. Vâng, xin chào các bác ạ. À, địa chỉ cửa hàng nhé, địa chỉ cửa hàng tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, 57A 59 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xin chào các bác. Vâng.